Hello, bạn nọ thương đẹp gần xa. Này, hôm nay mình mẹ bà khai mắc bệnh tại cái cân mà bòi hơn thầy. Hà Bình, giờ này mình hết mắc bệnh đi khai lại, hết đây lại, mình lại cần sự lại. Vấn này mà tẹt tang, đại kinh bố làm vĩ phú ký bố làm công phật lượng miền đại lệ khao trong quá. Cái giả này mà thế. Cái giả này phản sinh à? Hay là nồng ính? Cái bà này phản sinh á, không phải là nồng ính á? À. Dù văn quán mày lấy nồng ính này đấy. À. Sợ sợ cùng ma rồi cháy cùng vấn này tệ hơn cái đứa con tệ khẩy hay bòi khẩy hay bòi số đang đây kinh đây rồi mất tao hứa sẽ thay thay về xin đây đọc tên sẽ thay ghi cùng này hơn mấy cái lái cánh. Cái cũng đỡ hơn nhau mi lá. Con đỡ hơn mùng mi đi có mùng leo nhưng mà bài cái bài số đây là lâu mi hơn mi về rồi có phải khéo thay rồi có mi giá này bà họ bà tên xinh lắm đấy thì bạn sáng tiền á năm mươi bảy không biết năm bảy á để học bé ra biết tôi cậy tôi cậy trên kia khế xả mà nó lục bảo đấy sáng anh họ và tên này. Chào cô Mai Vân nhé. Nông Văn Bao á. Mình thải tàu nè. Sinh tỷ cái này. 79 là khí hốc. Mùi vơ. Thế mẹ lừa này. 40 lô. Sang áo sạp tay. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi các mẫu ơi, cái mẫu tại mình sáng mình lục bên này xe ở tại gì á tăng dù hết sự mà coi đấy mình phải chung thổ tỷ thổ thị cho mình vô đây là có mẹ lục thế mình cái lấy cấn ông ông kia ông mới dòm ra từ ông cô biết tới rồi. Nhưng mà cái người con trai kia là nó ở có bao nhiêu người bao nhiêu người cái phần lục báo tăng rú thế à mà cô mẹ sáu cái luôn cái nhà nó đang bình yên không phải xem nó xem nhà mình được rồi tăng số tỷ tăng đó là cung thổ sáng sự cung thổ con người ngoài đấy với tháng sau con tám mỏi tháng kiền tháng liền tháng hết nha hoàng hiện là ai giờ sao mà đen thôi ai mới mất để hoàng hiện đây cái này là thổ công cái lắm thổ công là cốc măn cốc măn thôn cái lắm cái này vô nhà coi là cối cố yên bình cối phố yên à bình thị trấn Bình Gia Bình Gia huyện cái con hư ông kế nông văn việt là phật thảo hả bác cưới nông văn việt á thế lúc thái thì lúc hồi thái mình để cái đấy tí lúc mình thái giờ khi 2015 2018 đấy anh được bao nhiêu tuổi nhỉ
Vì cái là bí tuổi thọ. Hạt Tết nè. Mình thạch ký. Chào cô Tiệp. Chào A Tiệp với A Tiệp nơi này tây hết công an rút sớm. A Tiệp ơi. Hôm nay mình có người đến bói cho nên phát trực tiếp đây cho các cái mọi cần để chiếu hành. Nhóm hành á. Cô Tiệp là lúc khó là giữa Lâm Đồng cần sáng định. Mà con nó phải thật thê hết ba người. Còn phải lấp đồng à? Ừ. Ngồi ngoài uống nước đi. Ăn hương dương đợi đi còn hai người nữa mới xong. Cái việc ban này là chung hết rồi. Hả? Hết rồi. Hết rồi. Ban này nó còn như sao? Hết sáng á, còn hết tiếp tục. Lười lắm, thế bói toán là thế lười lắm. Cái con cà phê này chắc là còn để hạ kết. Thưa bà này đến bám đi bà. Thưa chính mới chính thì thi mình chứng lòng với mình. Thưa chính thì thi mới lòng. Mấy cái cổ mình mới lòng à? Thì con nông tạo thang. Nông tạo thang á? Chứ nó phật thấu nông văn Việt nhé. Nông tạo khang. Phang. Phang á? Phang. Phang. Rút sườn với rút sườn là dặn ra cái hồn là phải hết công khó hai này khó cần năng đấy. Cái bạn này đang biết tả tả xâm là liệu. Tại sao ông hỏi tôi về mà chẳng cổ hổ ha? Mấy lúc tôi về mà mới đẩy mấy lúc nhá. Sao cô quê lúc nào ăn bún chả về ăn mãi không thấy chán nào cô quê? Bà thấm là mình hộ nả khí lại đấy. Úi dồ. Lượn khí lượn. Cô hằng con chẳng cổ xong mân hai bà này vớ. Nó đang hẹn mặt bẻ là bà không có thời gian nói chuyện để bà nó cú nói chuyện với bà Sâm đi. Bà Sâm ơi. Bà Sâm lúc nào nhà con làm then về làm then cho vui. Mân hai bà này vớ. Vâng cú lơ ngả bà này. Mân gà. Nhà bà ngoại con chắc là cũng gần nhà bà Sâm hay nhỉ? Lúc nào con đi nhà bà ngoại còn con vào xem nhà bà Sâm ở chỗ nào? Mở này đấy. Tôi mệt khoảng chưa ngủ rồi thì chiêu trả nó cân ký đi. Mà về làm then cho vui. Mày sửa mà liệu làm then cho vui để ăn cho bà Sâm này. Tối đa then chẳng tí đi nè. Gần xem này làm cái gì Vĩnh Hằng A Còng gì đây đây đúng rồi đây cái khoanh tròn này. Cho các bạn có thể xem bói cho các bà, không tiết lộ các bí mật của các bà ra. Phải tắt thế thôi.